Hoa hậu Brazil được phát hiện chết tại nhà riêng. Fabiane Nicotti, người đẹp đăng quang Hoa hậu Brazil năm 2004, vừa được cảnh sát tìm thấy trong tình trạng tắc thở tại nhà riêng ở Gramado, Recorrendo, Juiz, Brazil vào ngày 28 tháng 6, theo trang London Free Press. Trước đó, anh trai của Fabiane Nicotti đã tìm cách liên lạc với cô rất nhiều lần trong hôm xảy ra vụ việc, nhưng không được. Gia đình của Fabiane đã thông báo với cảnh sát. Khi tới nơi, cảnh sát phá cửa, kiểm tra căn hộ chung cư của cô và phát hiện người đẹp đã tử vong trên giường trước đó vài giờ. Tại hiện trường chỉ có một mình Fabiane Nicotti, trên cơ thể không có dấu hiệu bị hành hung hay bị đánh đập, bạo hành. Ngoài ra, cảnh sát cũng tìm thấy những bằng chứng về sự đột nhập, cưỡng bức hay bạo lực tại nơi xảy ra vụ việc. Hiện chi tiết về cái chết của Hoa hậu Brazil năm 2004 vẫn được cơ quan chức năng đang giữ kín. Nhiều người cho rằng có khả năng người đẹp đã tự sát bởi cô có tiền sử bệnh trầm cảm kéo dài. Vài nguồn tin còn cho biết cô đã tìm cách tự tử vài lần nhưng không thành công. Fabiane Nicotti sinh năm 1984, cô đăng quang cuộc thi Hoa hậu Brasil Rio de Janeiro vào năm 2003. Một năm sau, cô tiếp tục đoạt vương miện cuộc thi Hoa hậu Brazil khi cô vừa tròn 20 tuổi và giành quyền tham dự Hoa hậu Hồng Vũ 2004. Tuy nhiên, Fabiane Nicotti không đạt thành tích cao tại đấu trường nhan sắc lớn này.